Nguyên xin kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Hồ Ngọc Minh ngày hôm nay. Vâng, xin chào bác sĩ Minh. Dạ, một lần nữa xin chào cô Vân Anh và xin chào quý khán thính giả của Đài VNTV cũng như chương trình Sức khỏe và đời sống. Vâng, thưa quý vị, như thường lệ thì Vân Anh xin được giới thiệu đến quý vị, bác sĩ Hồ Ngọc Minh là một vị bác sĩ rất là quen thuộc trong cộng đồng của chúng ta trong suốt rất là nhiều năm vừa qua, với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh và chọn lựa trai gái theo ý muốn. Và bác sĩ cũng là vị phu quân của vị bác sĩ sản phụ khoa rất là quen thuộc và khả ái của chúng ta trong cũng rất là nhiều năm vừa qua, đó là bác sĩ Hồ Vũ Mỹ Liên. Và thưa quý vị, chính vì phục vụ và làm việc quá nhiều năm vừa qua, thì Vân Anh đã có nghe qua một vài lần bác sĩ Hồ Ngọc Minh có chia sẻ là đang dự tính cho cái tương lai về con đường về hưu của bác sĩ. Vâng, là khi mình nói suốt nhiều năm vừa qua, thực sự cô Anh, Vân Anh và quý vị có thể tưởng tượng 30 năm rồi. 30 năm. Chúng, quý vị... Nghĩa là chúng tôi lập nghiệp ở San Diego là 30 năm rồi. Wow. Cho nên mình thấy cái 30 năm là đã là gọi là nửa cuộc đời, đúng không? Yeah. Thì thực sự ra cái những cái thời điểm mà chính tôi đã trải qua thì tôi đoán không lầm rất là có nhiều quý vị đã từng trải qua hoặc là sẽ sắp sửa bước qua cái giai đoạn là ở cái tuổi mà khi mình quá tuổi lục tuần thì mình sẽ làm cái gì? Yeah. Tức là mình dự định là mình tiếp tục làm việc hay là mình sẽ về hưu. Thì năm ngoái, thú thật là tôi và vợ chồng chúng tôi đã tính cái chuyện là thôi đóng cửa phòng mạch và mình về hưu. Yeah. Nhưng mà có một cô y tá của tôi ở trên Orange County, cô nói: bác sĩ ơi, bác sĩ đừng về hưu, ai về hưu cũng chết hết bác sĩ. Thì tôi mới nói: ai cũng chết hết em à, trước sau gì ai cũng chết. Không, nhưng mà bác sĩ à, em thấy người nào về hưu là khoảng chừng là 1-2 năm là thấy là lên bảng cao phó rồi. Ok. Thì cái chuyện đó mình mổ xẻ thử là có đúng hay không? Hay là ở tuổi giai đoạn nào thì mình nên quyết định là thôi đủ rồi, mình nên để về hưu. Right. Thì cái đó nó ở tùy theo quyết định của mỗi cá nhân. Nhưng mà hôm nay chúng ta có thể chia sẻ một vài chi tiết là để cân nhắc là khi nào chúng ta nên nghỉ hưu và khi nào chúng ta nên tiếp tục làm việc, khi mà nhất là mình đã bao nhiêu năm mình đã làm việc và mình đã qua cái tuổi lục tuần. Thực sự ra nếu tính ra thì tôi bắt đầu đi làm từ khi tôi 16 tuổi. Wow. Đã bắt đầu đi làm rồi. Tức là coi như là bây giờ là bác sĩ đủ thời gian, đủ tiêu chuẩn nên mới về hưu được rồi, phải không bác sĩ? Dạ thì dạ đúng, thì mình nói là dĩ nhiên là khi mình bắt đầu gọi là vào cái gọi là bước vào gọi là cái giới lao động đó, tức là bắt đầu đi làm ở cái tuổi 16-17, tức là cái tiền social security thì cũng bắt đầu đủ rồi, có thể về hưu được. Nhưng mà nếu mà về hưu thì mình làm cái gì? Đúng. Đó là cái vấn đề quan trọng. Theo cá nhân của bác sĩ vừa mới thưa chuyện với quý vị là cách đây một năm bác sĩ đã nghĩ tới cái chuyện về hưu và sau đó thì bác sĩ thay đổi, tức là khoan. Yeah. Thì cái điều gì làm cho bác sĩ delay cái quyết định đó? Cái vấn đề là khi mà chúng ta về hưu thì chúng ta phải cân nhắc ở ba cái yếu tố. Thứ nhất là về tiền bạc, tài chính. Thứ hai là vấn đề sức khỏe. Và cái thứ ba là vấn đề là chúng ta sẽ làm cái gì, cái định hướng của mình, nói là mình sẽ làm cái gì cho cuộc sống của mình. Cái gọi là định hướng, cái gọi là người Mỹ người ta dùng cái goal đó, cái mục đích của mình sẽ làm cái gì. Đó thì cái đó là cái sự cân nhắc của ba vấn đề. Thì nếu mà mình giải quyết, mình trả lời được ba cái câu hỏi đó thì mình sẽ gọi là quyết định được là khi nào mình nên nghỉ hưu. Bây giờ trước tiên cái quan trọng nhất mình hãy nói trước là về cái sức khỏe. Thì cái nghiên cứu nó cũng có hai chiều. Một số nghiên cứu cho rằng là nghe cũng hợp lý, tức là nếu mình nghỉ hưu sớm đó, thường thường những người nghỉ hưu sớm sẽ sống lâu hơn. Thì cái đó cũng đúng, nhất là khi mình nghỉ hưu ở cái tuổi tương đối còn trẻ. Còn bây giờ mình nói là khi mà cái tuổi mình lớn tuổi rồi, chẳng hạn khi mình đã quá 65 tuổi rồi đó, thì cái khoảng tuổi đó từ 65 trở lên nói chung là ai cũng sẽ có bắt đầu có đổ bệnh, cái chuyện đó sẽ xảy ra. Cái đó thành ra đó là khi mình nói là một người họ nghỉ hưu tự nhiên 1-2 năm sau họ lăn đùng ra họ mất, thì cái đó có vẻ là cái đó trùng hợp. Trùng hợp là vì ai cũng già, ok, tức là bắt đầu sẽ sanh bệnh, cái chuyện là chuyện đương nhiên. Ok, nó không, thực sự nó không có liên hệ tới chuyện mình nghỉ hưu sớm hay nghỉ hưu trễ cho lắm, nhất là khi mình nghỉ hưu ở tuổi lớn tuổi rồi. Nhưng mà nghiên cứu thực sự cho thấy nếu mà những người, nhất là họ nghỉ hưu ở cái tuổi mà độ tuổi khoảng 40 mấy tuổi đó, thì những người đó họ sẽ đa số họ sẽ sống lâu hơn.
so với những người mà nghỉ hưu ở tuổi 60. Là vì ở khoảng tuổi đó họ còn mạnh khỏe. Nếu mà họ có đủ điều kiện tài chính thì họ sẽ có thời giờ là đi thể dục, tập thể dục, thể thao, đi chơi chỗ này, du ngoạn chỗ kia, và họ bị ít bị stress. Stress về công ăn việc làm. Thì họ thấy trung bình họ có thể sống thọ hơn khoảng 7 năm. Bác sĩ Minh nói rất là đúng thưa quý vị, vì cá nhân Vân Anh đã cũng gặp rất là nhiều trường hợp. Có những trường hợp một người về hưu họ rất là vui, họ rất là hạnh phúc và họ cảm thấy rất là hài lòng với cái quyết định về hưu của họ. Tuy nhiên có những người, mà đặc biệt là những người làm việc trong một cái company mà quá lâu, ví dụ như là 60 mấy tuổi rồi họ cũng chưa có về hưu. Và khi mà về hưu đó họ cũng không có những cái chương trình gì, những cái sinh hoạt gì để lấp đầy khoảng trống đó. Cho nên Vân Anh đồng ý với bác sĩ là nhiều khi tới cái tuổi đó cái tự nhiên ai cũng có bệnh. Tuy nhiên Vân Anh nghĩ là cái sự cô đơn, cái sự trống vắng cũng là một trong những cái lý do làm cho những người về hưu đó bị buồn. Đúng cô Vân Anh, đó là cái chuyện nữa, đó là cái một cái gọi là một cái nhận xét khác là nói là bây giờ tôi nghỉ hưu thì tôi làm cái gì. Tại vì có nhiều người họ cả đời họ đi làm, như là thí dụ như tôi bây giờ 16-17 tuổi đây đi làm, cả đời làm. Có khi tôi còn nhớ cái khi 16-17 tuổi ngày tôi một tuần một ngày tôi làm 2-3 job. Ok, thì bây giờ mình làm cái gì? Và trong những cái năm mà tôi bận biểu mà tôi làm về nghề y khoa chẳng hạn, một tuần tôi làm việc 80 tiếng là chuyện thường. Thành ra bây giờ mình sẽ làm cái gì? Thành ra nó có những cái chuyện là khi mà mình ngồi không một chỗ, mình không có việc làm thì tự nhiên cái sự cô đơn buồn chán nó quẫn trí nó sẽ xảy đến. Mà cái đó quẫn trí nó sẽ có thể nó gây ra bệnh là chuyện đó là cái mặt trái của cái chuyện mà mình về hưu. Đó. Mình khoan nói chuyện về tiền bạc cái đó mình, nhưng mà trung bình thì ai ở cái tuổi mà là tới tuổi nghỉ hưu là cũng sẽ có một chút tiền để cho mình đủ về hưu, chứ đâu không phải là không có. Ok. Thì đó là hai cái mà gọi là hai cái nhận xét đối nghịch với nhau. Chừng nữa là cái mặc cảm, nhất là cho dù bây giờ mình về hưu tuổi 50 chẳng hạn, mình đi ra chẳng hạn, nhiều khi mình đi ra ngoài đường mình gặp bạn bè ở party ai cũng hỏi chứ dù làm nghề gì thì tự nhiên có nhiều khi mình cũng nghĩ trong bụng mình cũng hơi là ý mình nói là hơi sốc, là vì người ta hỏi mình làm nghề gì giống như mình vô gia cư vô nghề nghiệp vậy. Vì không biết ai cũng nghĩ là ở tuổi bốn mấy 50 là phải có công ăn việc làm chứ, không mà không lý mà nói tôi không có nghề thì không được, mà nói tôi về hưu thì có khi người ta nghĩ là thằng cha này giàu quá cho nên cha khinh người, thì đó những cái nó mặc cảm xã hội. Cho nên mình nên cân nhắc giữa hai bên. Đó là thì cái khi nào cái chuyện đó là cái quan trọng nhất, thực sự ra mình cái quan trọng nhất là bây giờ trở lại chuyện là sức khỏe. Nếu mình nghĩ rằng là theo tôi nghĩ là nếu mà sức khỏe mình còn tốt nha. Và mình nghĩ rằng là mình đi làm và mình không có bị gọi là thiệt hại về sức khỏe thì cũng nên đi làm. Nhưng mà ở cái tuổi mà quá 60 thì mình nói là để mình đi làm mà gọi là 80 tiếng một tuần thì không nên nữa. Mình chỉ làm gọi là cái giai đoạn này mình gọi là vừa làm vừa chơi. Ok, tức là mình chơi nhiều hơn làm. Hay là vừa chơi vừa làm thì đúng hơn. Khi mà mình còn trẻ thì mình vừa làm vừa chơi, tức là mình làm rồi lâu mình đi chơi vacation. Còn bây giờ thì mình chơi nhiều hơn và mình làm ít hơn. Thì cái đó nếu mà cái công việc nó không có cho mình nhiều stress mà nó cho mình những cái thứ vui và mình còn tiếp tục được thì mình nên đi làm. Thực sự ra thì bây giờ cũng vậy, đó là lý do tại sao tôi vẫn có cái niềm vui là mình đem lại niềm vui cho những cặp vợ chồng họ không có thể có con được và mình vẫn tiếp tục mình làm như vậy thì mình có những cái thú vui, những cái thỏa mãn, cái đó quan trọng hơn là cả vấn đề tài chính và tiền bạc. Còn bây giờ mình nói bây giờ cái chuyện thứ hai nữa, nói chuyện tiền bạc và tài chính, nếu mình đã dành dụm đủ trong bao nhiêu năm trời á thì cái chuyện đó mình không nên chú trọng nhiều quá, vì thực sự không có ai đem của cải đi qua bên kia thế giới hết nhá. Cho nên nghĩa là mình làm sao mình đủ tiền để mình sống thôi là vừa rồi. Nhưng mà ngược lại cũng không nên là để rằng là tới giờ phút cuối rằng là tôi phải đi làm mới có đủ tiền mà sống, thì cái đó nó tạo stress cho mình thôi. Thì những cái này là những chuyện thực sự, nói chuyện là mình phải dự liệu 10 năm trước khi mình hưu, tức là tôi phải chuẩn bị sức khỏe cho tốt, chứ không phải tôi phí phạm là tối ngày tôi uống rượu này nọ hay là tôi xì ke ma túy thì là cũng không tốt. Tôi phải giữ sức khỏe 10 năm trước chứ đừng để tới khi tôi 60 tuổi. Cái thứ hai nữa là tiền bạc mình cũng chuẩn bị 10 năm trước rồi chứ đừng để tới 60 tuổi bây giờ mình không có tiền thì làm sao mình về hưu. Mình bắt buộc phải đi làm để mà có tiền sống thì cái chuyện đó cũng không nên. Rồi chuyện thứ ba lâu nay mình đã có nói sơ sơ, đó là cái định hướng của mình sẽ làm cái gì.
nếu mà thực sự mình có những thứ vui chẳng là mình đi du lịch, mình đó là cái cuộc sống của mình du lịch hay mình đi làm thiện nguyện, thì là nếu mình những cái đó tạo cho niềm vui mình thì cứ nghỉ hưu và đi làm những chuyện đó. Cái đó là cái định hướng của mỗi người, không nhất thiết có những người nói là tối ngày tôi phải đi làm corporate, tức là bị thằng boss ở trên đó đì mình, rồi thằng dưới nó la mình tùm lum, bị nhiều stress, có thôi tôi muốn đi làm chỗ đó nữa, thì cũng nên nghỉ hưu. Cái đó những cái mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau, right? Tức là cái tùy cái hoàn cảnh của mình, nhưng mà thì mình nên phán đoán giữa ba cái chuyện như vậy để mình quyết định là khi nào thì mình nghỉ hưu. Nhưng mà nói chung là người ta nghĩ rằng là nếu mình có một sự cân bằng giữa việc làm và mình có sức khỏe tương đối tốt và cái tài chính tương đối tốt, thì có khi mình nên tiếp tục mình vừa chơi vừa làm, tức là làm chút đỉnh tới khi vì giống, có giống như bác sĩ Hồ Minh bây giờ là làm chút đỉnh thôi hay là sao bác sĩ? Dạ, thực sự như vậy. Thực sự ra là bây giờ hiện tại thì tôi đi làm thuê cho người ta. Tức là mọi chuyện người ta đã sắp đặt và người ta đã, hồi trước là khi mà tôi khám bệnh nhân thì tôi phải lo chuyện là gọi là bệnh nhân vô bao nhiêu, tháng này có bao nhiêu tiền này nọ. Bây giờ mỗi tháng tôi giống như mọi người đi làm công nhân, tức là tôi chỉ có cái check lương mỗi tháng thôi. Là từ cái niềm vui của mình là bây giờ mọi người đều đã lo hết những chuyện gì, họ sắp đặt bệnh nhân cho mình, y tá làm hết, mình chỉ tới mình khám bệnh thôi. Thì như vậy thì tôi nghĩ là cũng có thể tiếp tục được thêm vài năm nữa. Quý vị và các bạn nào mà đang cảm thấy mình làm sao cực quá, mình đi làm tới nhiều khi overtime một tuần lễ tới hơn 40 giờ, thấy cực khổ quá, thì ngày hôm nay quý vị thấy là bác sĩ Hồ Ngọc Minh đã từng một thời làm 80 tiếng. Dạ, là tại vì cái nghề y khoa là nó như vậy. Dạ, nghề y khoa thường thường là mình làm, thí dụ như bà xã tôi chẳng hạn, mình khám bệnh rồi tối ngày vẫn là mang beeper điện thoại, hay mà bệnh nhân mà họ sanh đẻ là mình thực sự đúng là không những 80 tiếng mà gọi là 24/24, right? Lúc nào cũng phải sẵn sàng. Vâng, như vậy thì nói tóm lại, khi mà chúng ta về hưu thì chúng ta biết được là trong khi mà về hưu chúng ta sẽ làm cái gì cho những ngày còn lại cuộc đời của mình á, mình được vui, mình được hạnh phúc, và đặc biệt là tùy theo hoàn cảnh của mỗi người. Dạ đúng, dạ đúng. Dạ và đúng. Tiền nhiều tới cái lúc về tuổi về hưu nhiều khi nó cũng không phải là mọi thứ. Dạ, không phải tiền không có, nên nhớ một chuyện nữa là tiền không có mua được sức khỏe. Cho nên nhưng mà người Việt Nam mình, các bác sĩ Vân Anh nghĩ là mình hay có cái tư tưởng là mình ráng làm nhiều tiền để mình để lại cho con. Bác sĩ thấy nó có hợp với lại cái đời sống ở bên này không bác sĩ? Thực sự ra bên này nhiều khi cái đó là chuyện nữa. Lúc mà tôi mới qua Mỹ thì tôi cho người Mỹ họ rất là ích kỷ. Tức là con cái 18 tuổi là ra ngoài đường, ok? Tức là tiền bạc họ xài hết nha. Thực sự ra thì tôi nghĩ là người Việt Nam có khuynh hướng là để dành lại cho con của mình. Nhưng mà theo tôi nghĩ cuối cùng mình, trong cá nhân của tôi vẫn suy nghĩ là có một sự cân bằng giữa hai bên nha. Cá nhân của tôi bây giờ chẳng hạn, gia đình tôi, các con tôi nó đều có công ăn việc làm hết. Tức là nó cũng ở cái giai đoạn của tôi cách đây 30 mấy năm. Tức là cũng có công ăn việc làm. Hồi xưa khi mà, nói chung là giống như là những người mà ở cỡ lứa tuổi của tôi, chẳng khi mình qua đây thì cha mẹ mình thì cũng nghèo. Nó nhỏ là cũng đi ăn welfare food stamp này, nó như mọi người thôi. Nha. Thành ra nói thật là thời đó có khi tôi đi làm còn đem tiền về nuôi bố mẹ nữa. Nhưng mà bây giờ nó khác rồi. Bây giờ thì con cái mình nó lớn bên Mỹ. Thì mình có thể giúp đỡ nó được phần nào hay phần đó, nhưng mà nếu mà giúp tới độ mà gọi là nó không đi làm thì cái chuyện không thể chấp nhận được. Thành ra ở đây còn ngược lại thì nếu mình có tiền thì mình cũng nên, có khi mình nghĩ là mình ích kỷ nhưng mình cũng nên để dành cho chính mình. Lỡ trường hợp mình phải vô viện dưỡng lão, ai nuôi mình? Đúng thì đúng cái tiền đó mình ra tiền không mua sức khỏe, như tới cái lúc nào đó chính cái đồng tiền đó người ta, mình có thể thuê mướn người ta chăm sóc nhưng mà trong viện dưỡng lão chứ. Cái lúc đó thì chúng ta cũng không có phiền con cháu nữa. Thì không phiền con cháu, nhưng cái niềm vui của mình là con cháu của mình. Ở đây nếu mình để tiền lại cho con cháu nhiều quá mình chỉ làm hư con cái của mình thôi. Nhưng ngược lại có khi mình cũng nên để chút đỉnh, là vì để làm sao rằng là ok, nếu mà con mình hiểu là nó biết nó quý đồng tiền và nó có công ăn việc làm, nó không có thì cùng mình cũng để một số tiền để mà làm sao để nó họ có thể có công ăn việc làm, nó con cái mình có thể cần vốn làm ăn thì mình cũng để lại chút đỉnh. Mà thường thường cái bây giờ cái chủ trương của tôi là để tiền lại cho cháu chứ để tiền cho con. Vì mình không biết cháu mình nó sẽ ra sao. Đó thì trong cái di chúc mình để lại cho cháu. Right.
Nó là cái chuyện có những cách tùy mình tính đó, nếu hỏi chuyện và để tiền lệ con cái. Tùy theo mỗi hoàn cảnh của mỗi người. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chúc cho quý vị nào đang trên con đường về hưu cũng như là đang chuẩn bị để về hưu sẽ có một cuộc sống thật là bình an, thật là hạnh phúc, không có lo lắng về cơm áo gạo tiền giống như là suốt cuộc đời của mình nữa. Và Vân Anh cũng chúc cho bác sĩ Hồ Ngọc Minh trong những ngày tháng tới là bác sĩ. Bây giờ thì bác sĩ nói là vừa làm vừa chơi, phải không bác sĩ? Dạ vâng. Không có cực giống như ngày xưa nữa. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và xin thân ái chào tạm biệt.